much more. On your right-hand side, we have an archaeological place. This is the ancient city of Magdala. This is the hometown of Mary Magdalene. Oh, Madonna. This is where Mary Magdalene comes from. That's why her name is Mary Magdalene. During ancient time, the family name was connected to the town. Jesus the Nazarene. Why? Because he was from Nazareth. Mary Magdalene, because she was from Magdala. Magdala was a very prosperous city during the time of Jesus. Magdala had one of the most beautiful synagogues. And Magdala was known, Magdala actually had another name in Greek, it's called Tarichae. Tarichae means the city of salted fish. Magdala was very famous for producing salted fish. After excavation in the ancient city of Magdala, we have found many salted fish facilities. We have found fish ponds. We have found mikveys, ritual baths for the Jews. Ritual bath meaning to purify before going to pray to the synagogue. And of course, we have found the main synagogue of Magdala. Magdala is not mentioned in the gospel as a city that Jesus visited. But we believe that it was visited by Jesus and Jesus taught in the synagogue of Magdala. Why? Because Jesus visited much, much smaller cities than Magdala. Why wouldn't he go to Magdala as the most prosperous city, one of the most prosperous city in the Galilee, and have more appeal on more people? So there are some places that are mentioned in the gospel, and there are some places that are not mentioned in the gospel. But if we go to the book of Matthew, it tells us Jesus went into the towns of Galilee preaching and teaching in their synagogues. So it's not one, it's not two, in the towns of the Galilee. There were many towns around the area. So rồi cái thành phố đó là một thành phố rất là giàu có lúc đó, cho nên Chúa Giêsu đi ở đây đến tất cả các đền thờ của Ngài để Ngài rao giảng tin mừng tại cái vùng này. Nếu mà chúng ta phục âm, chúng ta sẽ thấy là Chúa Giêsu cứ đi vòng vòng ở tại những cái vùng Nazareth, vùng Galilea, Jericho, vùng này, rồi Giêsu trở lại Jerusalem dịch lại thì nếu anh chị em tóm tắt để cho em hiểu thì hỏi về cái địa lý mà chúng ta sẽ đi qua. So in a couple of minutes we have reached Kibbutz Kirosar. Yes, this is a kibbutz. If you take a look at your left hand side, this is the part of the kibbutz. You see the houses and all the way down is the kibbutz, communal type of living based on agriculture. And next to it we have the Yigal Alon Museum that we're gonna visit and see the ancient boat, and from there we're gonna take the boat to sail and have our mess. Cái này là cái kibbutz mà trước ta có nói đó, giống như cái làng ở Việt Nam đó, khi mà họ đến, những người Do Thái đến đầu tiên đến là sớm ở trong cái khu vực này, họ sống như là cái dòng tu, gọi là community đó, họ cộng đoàn làm ăn tiền bạc họ nhận về lại dùng lại cho tất cả cho cái kibbutz và trả lại, họ chia đều cho tất cả chúng ta ha. Guys, make sure you bring your hats, your whispers, and let's proceed. Hello.
Chào bà con, đây là cái vùng đánh cá đó bà con. Dạ. Em Vin Trần hay là gì em không biết, anh nói em. Úc Châu. Ra đây. Dạ. Chào bà con, đây là cái công trình của người ta khi người ta đi mấy nhà khảo cổ học đó bà con. Người ta đi kiếm được khi người ta đào bụi sới đó, người ta tìm thấy được một số tàu thuyền mà cách đây hơn 2.000 năm. Thì trong suốt thời gian 1986 người ta tìm thấy cái một số tàu thuyền của sau 2.000 năm, thì người ta nghĩ rằng có thể trong cái thời gian đó có một cái tàu thuyền nào đó mà Chúa Giêsu đã dùng để ghi rao giảng tin mừng. Và đây là những cái đây là những cái nhà khảo cổ học á, người ta đào sới là tìm thấy được, thì người ta trưng bày đây cho mọi con coi. Cái này mình chụp hình cho anh này gần gần cho bà con coi nha, rồi có thể chúng ta có thể, nếu mà không biết á, có thể nhờ chụp hình nhá, bắt đầu bỏ lên trên trên mạng á, nó có thể dịch cho mình.
là người nào tiếng Anh khá thì có thể tự dịch lấy, tự đọc lấy không sao. Đó thì đã có một cái tấm này nữa thì mình sẽ chụp lại rồi bà con coi ha. Okay. Okay, đã bắt đầu mình đi theo đoàn coi. Đây là cái biển hồ nó như thế này bà con. Biển hồ nó như thế này đó. Cái biển hồ của Gandhi Lê. Nó rộng cái này. Đây cái người ta nói diễn tả cho bà con coi ha. Để mình chụp đây. Mình chụp đây để các đồng mình đi theo đoàn tiếp coi như thế nào. Thì bà con có thể tìm hiểu lấy như thế nào bà con ha. Coi mình may mắn mình tới đây được, còn những người mà một số người không có khả năng tới gì đó thì hy vọng bà con có thể hiểu được về thế kỷ thứ đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu thành lập cái vương quyền của Ngài. Bây giờ mình trở lại cái địa này đây. Rồi đây nơi bán đồ lưu niệm. Ok, rồi sau chuyến hành trình này bắt đầu mình sẽ có thể đi lên một cái tàu bà con. Ok, rồi người ta nói coi người nào muốn đi toilet tiểu tiện gì thì đi. Tại lên trên tàu không có đâu. Ok, rồi bye bye bà con nha.